học sinh lớp 1, lớp 2, rồi lớp 3, cả lớp 4, đến lớp 5. U ô gì? U ôn là ôn. Rồi, tốt lắm. Bà ôn ôn cùng đoàn. Em đọc trơn cho cô. Rồi, tốt lắm. Đây là lớp học 5 trong 1 của Trung tâm Phục hồi chức năng, Giáo dục dạy nghề và tạo việc làm trực thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương. Trong một căn phòng chỉ 30m² có đủ học sinh ở 5 khối lớp của bậc tiểu học đang trên hành trình đi tìm con chữ. Điều đặc biệt trong lớp học này đó là cả cô và trò đều là người khiếm thị. Cô giáo Nguyễn Thị Dự, sinh năm 1996, hàng ngày vẫn vượt gần 40 cây số từ phường Văn Đức, thành phố Chí Linh về truyền đạt kiến thức cho những học trò không may mắn nơi đây. Cô Dự vốn xuất phát là học sinh khiếm thị của trung tâm. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng và nỗ lực của bản thân, cô Dự đã thi đỗ vào trường Cao đẳng Hải Dương. Sau khi tốt nghiệp, điều tuyệt vời và xúc động nhất trong cuộc đời cô Nguyễn Thị Dự đó là ngày được trở lại mái nhà trung tâm với vai trò là giáo viên. Vì là bản thân cũng là người khiếm thị nên là tôi đã rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là phương pháp để dạy cho trẻ khiếm thị. Nhiều khi thì các em cũng rất là ngây thơ hỏi mình những câu là cô đi làm vất vả như thế, xa xôi như thế thì cô có muốn dạy chúng em nữa không? Thì tôi cũng rất là chân thật để chia sẻ với các em là cô thì cô rất là yêu nghề, rất là nhiệt huyết với nghề và yêu các em nên là các em cứ yên tâm, khó khăn thế chứ khó khăn hơn nữa thì cô cũng sẽ gắn bó với các em ạ. Câu chuyện về cô giáo Vũ Thị Huyền cũng như một bộ phim. Thời phổ thông, cô Huyền bình thường như bao bạn cùng trang lứa. Năm 1999, cô xuất sắc thi đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tưởng chừng đây là sự khởi đầu tươi sáng của một thiếu nữ. Điều không may đã xảy ra khi đang theo học năm thứ hai đại học thì thị lực của cô dần bị giảm sút. Nhờ sự kiên trì, bền bỉ và hỗ trợ từ người thân, Vũ Thị Huyền đã hoàn thành khóa học. Năm 2006, Vũ Thị Huyền được nhận về trung tâm và được cử đi học lớp giảng dạy chữ nổi và lớp đặc thù dành cho người khiếm thị. Năm 2007, Trung tâm Phục hồi chức năng, Giáo dục dạy nghề và tạo việc làm trực thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương được thành lập. Cô Huyền là một trong những giáo viên tâm huyết còn gắn bó công tác trong suốt thời gian 15 năm qua. Tôi cũng như là các đồng nghiệp của mình ở đây nhận thấy là rất nhiều khó khăn. Trước hết là những khó khăn từ phía học sinh thì phải nói rằng các em đã là học sinh khiếm thị và nhiều em là bị bẩm sinh từ nhỏ, thế lại cộng thêm rất là nhiều những cái tật khác. Về khó khăn thứ hai đó chính là khó khăn về cơ sở vật chất. Cái phòng học của các em bây giờ còn rất là thiếu, các em phải ngồi học ở trong những cái lớp ghép. Ví dụ như là lớp tiểu học đây thì phải ngồi các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, chỉ ngồi trong có một phòng thôi. Thế nên là nó cũng ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc dạy và học của các thầy cô giáo cũng như là các em học sinh. Một yếu tố nữa cũng rất là quan trọng đó chính là những khó khăn từ phía đội ngũ giáo viên của chúng tôi. Hiện nay thì trung tâm mới chỉ có 8 giáo viên thôi nhưng chúng tôi phải đảm nhiệm công việc của 13 khối lớp. Tự đáy lòng cũng như là tinh thần của mỗi người thì mọi người luôn rất là cố gắng để chia sẻ những cái khó khăn với học sinh. Tôi xin thay mặt cho tập thể những người đang giảng dạy tại Trung tâm Phục hồi chức năng giáo dục dạy nghề thuộc Hội Người mù tỉnh kính đề nghị tới các cấp, các ngành của tỉnh Hải Dương sớm có giải pháp tháo gỡ để giúp chúng tôi có cái chế độ tiền lương tốt nhất, phù hợp với công việc và giúp chúng tôi ổn định cuộc sống để chúng tôi có thể dành trọn cái lòng tâm huyết của mình để sẻ chia yêu thương và dìu dắt những cái thế hệ học sinh thiệt thòi của tỉnh nhà trưởng thành hơn. Trung tâm Phục hồi chức năng, Giáo dục dạy nghề và tạo việc làm hiện có 8 giáo viên và 60 học sinh, trong đó có 2 thầy giáo và 3 cô giáo khiếm thị. Tất cả thầy cô nơi đây không chỉ là người dạy chữ mà còn như người cha, người mẹ, hết lòng chăm sóc, dạy dỗ những đứa con thiếu may mắn. Làm việc trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn, vất vả, 5 năm gần đây chưa được nâng lương nhưng các thầy cô vẫn một lòng tận tâm, tận lực, sát cánh cùng những học sinh đặc biệt này. Chúng con rất may mắn khi được học ở trung tâm thì các thầy cô cũng giúp đỡ con chúng con rất nhiều. Con cảm ơn các thầy cô vì các thầy cô và các bác lãnh đạo đã giúp đỡ con các con ở đây rất nhiều để vươn lên trong cuộc sống. Các thầy cô ở đây không chỉ là một người thầy cô giáo truyền đạt kiến thức cho con mà còn là một người cha, người mẹ thứ hai.
đã giúp chúng con biết những điều hay ý tốt. Con mong muốn học tập thật tốt và sau này sẽ trở thành những người giáo viên giỏi giang để dạy lại cho những bạn khiếm thị. Vào mỗi dịp 20 tháng 11, những cuốn sổ nhỏ, những bức tranh do chính tay các em vẽ là phần quà quen thuộc của học sinh nhằm tri ân những thầy cô giáo, những người cha, người mẹ luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ các con. Những phần quà dẫu nhỏ bé, song chứa đựng trong đó là cả một tấm lòng kính trọng, biết ơn vô hạn. Tình cảm của các con đã thực sự mang lại niềm vui, sự ấm áp, khơi thêm tình yêu với sự nghiệp chồng người của các thầy cô đồng cảnh ngộ.